Đánh nhau thì mình nói qua một chút về những cái thao tác chuẩn bị này, thì các bạn kể sau này các bạn xem lại nó cũng ok. Thì để cài được cái này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một số thứ. Thứ nhất đó là một cái phần mềm mã hóa. Phần mềm mã hóa. Và đây thì mình chọn đấy là VMware Workstation. Pro 17. Được chưa? Mình chọn là cái phần mềm này nhé. Còn các bạn có rất nhiều cái lựa chọn cho máy ảo, ví dụ như là Oracle VirtualBox cũng là một dạng máy ảo thông dụng với người làm về IT. Thì trong đó gì ạ, thì mình bản thân mình thì mình cũng chọn một cái để làm thôi. Các bạn cũng thế, sau này chọn một cái để mà chạy chính thôi, chứ không cần cái gì cũng biết, được chưa? Oracle hay là cái thằng VMware thì nó đều là máy ảo, nó đều cung cấp cho mình những cái chức năng đấy, được chưa? Cái này thì các bạn có rồi đúng không? Xong nhá. Bây giờ đến cái thứ hai, đó là các bạn sẽ cần cho mình một cái bản cài hệ điều hành. Đấy ạ, file image hệ điều hành. Hệ điều hành. Và trong bài này thì mình sẽ là Windows 10, Win10 ISO. Nó sẽ tên là Win10.iso. Bản hiện tại hình như nó đâu đấy là 22H2 thì phải. Hiện tại. Nhớ không nhầm thì là cái phiên bản hiện tại là 22H2. Được chưa? À, câu hỏi nhỏ nhỏ cho các bạn nhé. Các bạn có biết cái sự khác nhau giữa các phiên bản trong cùng một thế hệ điều hành không? Ví dụ là 10 lên 11 thì nó là khác hẳn rồi. Nhưng mà nếu là ví dụ 10.1 hay 10.2 thì cái đấy nó khác gì nhau? Thì kể cả các phần mềm khác nhưng không chỉ hệ điều hành. Fix một số cái lỗi cũ, chuẩn. Tiếp theo là vá một số cái lỗ hổng về security. Chuẩn chưa? Cái lỗ hổng về security là cái gì ấy? Thì sau này các bạn học về môn SQL thì các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn sâu thêm. Thì có thể hiểu sơ sơ ấy, là mỗi cái phiên bản của hệ điều hành nó đều có các cái lỗ hổng của nó. Có một cái trang nó public các cái điều này, nó có tên là exploit.db. Thì sau này các bạn học về, ở đây có bạn nào từng nghe đến trang đấy chưa? Exploit.db. Chưa nghe bao giờ hả? Thôi, nó hơi sớm một tí nhá, để sau cũng được. Thế thì đây là hai thứ các bạn cần phải chuẩn bị. Khi có được hai thứ này rồi thì bây giờ đang cái thời gian download lên mình hướng dẫn nhá. Thì cái video này mình hướng dẫn thẳng tổng tổng một phát luôn đấy. Thì mình lưu lại trên Facebook, các bạn sau có thể xem lại, để mà kể cả là trễ một chút thì có thể xem lại thực hành theo. Ok chưa? Thì bây giờ khi giả sử rằng các bạn có được hai thứ này rồi ấy, thì trước tiên này, các bạn sẽ vào một cái ổ cứng và các bạn xem cái ổ cứng nào còn nhiều dung lượng đấy. Ví dụ ổ D của mình còn nhiều dung lượng nhá. Thì các bạn tạo cho mình một thư mục, xong các bạn đặt tên là Win10. Trong cái ổ cứng mà các bạn còn hơn 20GB trống ấy, các bạn tạo cho mình một thư mục có tên đặt tên là Win10 vào đây. Đây, nghe này. Cái thư mục Win10 này sẽ là nơi mà các bạn đặt toàn bộ tài nguyên của cái máy ảo đấy vào đây. Đây, ghi chú nhá. Trong một ổ cứng, ví dụ như ổ C hay D gì đấy, C hoặc D hoặc E của các bạn ấy, mà còn trống hơn 20GB. Mà mình khuyên là lên chọn ổ D nhé. Ổ C liên quan đến hệ điều hành chính thống của máy các bạn ấy, thì lên né nó ra, được chưa? Kể cả cài game hay là các phần mềm cũng nên tránh cái ổ C ra. Biết tại sao? Biết lý do tại sao? Không hẳn là xóa, nhớ em thế này này, khi mà em phân chia ổ cứng thế thì nó cũng một phần là nó cho em dễ quản lý về nội dung, nhưng cũng một phần nó là bảo vệ các cái ổ cứng khác. Khi cái ổ đấy của em có vấn đề, ví dụ như virus chẳng hạn, thì cái ổ đấy là tèo, nhưng ổ khác thì nó vẫn đang an toàn. Hiểu vấn đề không? Thế nên là nên né cái ổ mà chứa hệ điều hành ra nhé. Ví dụ mà bị virus nó ăn hết mấy cái gì, các bạn có cái ổ C hay ổ D à? Tài liệu học tập đúng không? Mở ra toàn game mấy cái video ở đâu đấy. Học tập thì chả thấy đâu. Có đúng? Đấy nhá. Thế thì mình lên cân nhắc các bạn đến là ổ D hoặc là ổ E, chứ né cái ổ C ra. Đấy là khuyên thôi, recommend. Còn các bạn chọn gì tùy các bạn. Ok chưa? Xong nhá, xong đấy thì tạo một cái thư mục tên là Win10. Ổn chưa? Rồi bây giờ mình hướng dẫn chi tiết các bước này. Thì ở trong cái phần này các bạn sẽ nhấn vào click A New Virtual Machine. Nhấn vào cái chữ này cho mình. Tạo một cái máy ảo mới.
Grid Leo New Virtual Machine. Ở đây các bạn có hai lựa chọn. Nếu sau này các bạn học về hệ thống thì mình sẽ lựa chọn là Custom. Thì lúc đấy mình sẽ chỉ rõ cái phân vùng rồi chỉ SDA các thứ cho các bạn sau. Nhưng mà ở đây với cái giới hạn bây giờ ấy, thì tôi nghĩ là các bạn dùng cái Recommended nó tốt hơn. Dùng cái phần đầu tiên ấy, tay cổ. Ok chưa? Cái dạng Custom này thì nó sẽ cho phép các bạn nhìn sâu sắc hơn về cái hệ thống máy tính. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái này sẽ thích hợp với các bạn hơn. Thì chọn cho mình cái Typical Next. Sang đến bước này, có thể back lại bước trước đấy nhé. Đây tôi chụp lại từng bước cho các bạn này. Các bạn có thể back lại cái bước trước đó. Đâu rồi. Next này. Ở bước này các bạn tích vào cái ô thứ 3 cho tôi. I will install the operating system later. Tức là mình sẽ chỉ ra cái vị trí của cái bản cài hệ điều hành sau đó. Bước này mình chưa cần đặt vội. Được chưa? Nhấn vào Next cho mình. Rồi, ở đây nhá, nó sẽ có rất nhiều cái họ hệ điều hành khác nhau. Ví dụ các bạn có họ của Microsoft phát hành này, họ Linux này, họ VMware này, họ Azure này. Họ Azure thì gồm rất nhiều các cái hệ điều hành kinh điển ngày xưa, ví dụ như là gì ạ, Solaris này, MS-DOS này. Nhưng mà cái này thì mình giờ không dùng nữa. Thì các bạn chọn, nếu sau này các bạn học về Linux thì các bạn chọn tích sang cái ô Linux. Thì bây giờ các bạn đang học về Windows thì các bạn nhấn vào Microsoft Windows. Ok chưa? Trong hệ điều hành Windows thì lại có cả một lô một lốc có liên quan Windows XP 2003 thì 2006 các kiểu. Được chưa? Có Vista các kiểu đây. Đây có cả Vista luôn này. Win 7, Win 8X này. Ở đây các bạn chọn cho mình là Windows 10 nhé. Không có X64. Bỏ cái X64 đi. Chọn cho mình Windows 10. Không có chữ X64 nhé. Ok chưa? Bạn nào mà có bản cài rồi thì làm theo luôn. Còn mà chưa có thì tí nữa xem lại video nhé. Tiếp. Đâu nhỉ? Rồi nhấn vào Next này. Ở bước này thì đó là Virtual Machine Name đặt tên thôi. Còn Location này. Location chính là vị trí mà tôi đặt toàn bộ tài nguyên của máy ảo. Nó là cái gì đây? Nó chính là cái file win cái folder Windows 10 mà lúc nãy mình bảo các bạn tạo ấy. Hiểu vấn đề không? Thì các bạn gì ạ? Nhấn vào Browse và chỉ được dẫn đến nó. Ổ D này, Windows 10 này. Ok này. Đây ví dụ đường dẫn ở trong máy mình đây, rất đơn giản thôi, D xuống Win 10. Thấy chưa? Ngon chưa? Ok nhá. Đấy các bạn cứ làm theo quy chuẩn thì nó chả có lỗi gì đâu. Next này. Chỗ này thì đây là thực ra recommend thì nó cho khá là nhiều, 60GB. Nhưng mà đấy là trong trường hợp các bạn có cài các phần mềm lọ chai. Còn trong trường hợp mà các bạn chỉ là cài Windows thôi thì các bạn chỗ này để 20GB hay 40GB tùy các bạn. Ít thôi, không cần nhiều đâu. Ví dụ 20GB nhé. Được chưa? Được chưa? Rồi nhấn vào like cho mình này. 20GB nhé. Sang bước này thì đừng finish vội. Các bạn ở bước này hãy nhấn vào cái phần Customize Hardware cho mình. Ở bước này thì nhấn vào phần Customize Hardware. Đây này. Thấy không? Đây nha, thì nhấn vào đây. Ở đây nó cho các bạn lựa chọn về các cái setting về phần cứng của cái máy ảo này. Tức là mình máy ảo ấy, nó tưởng tượng ấy, về cơ bản trong trí tưởng tượng của mình thì máy ảo nó cũng gồm các thành phần phần cứng này, RAM, CPU, băng thông, RAM riết đủ các kiểu trên đời, các đồ họa nữa. Thì ở đây chính là cái bước mà mình gì ạ, setting và lựa chọn các cái thành phần linh kiện phù hợp cho cái máy ảo đấy. Ngoài thực tế là mình sờ được các thiết bị đấy, nhưng ở đây là gì ạ, ảo hóa nên mình sẽ chọn bằng phần mềm như thế này. Hiểu chưa? Rồi phần memory các bạn để cho mình là 2GB hoặc 4GB. Máy các bạn mới yếu quá thì để 1GB thôi. Máy có máy bạn nào 4GB RAM không? 8GB. Kể cả 8GB thì cũng để cho mình 1GB thôi nhá, 1 hoặc 2GB thôi. Còn nếu mà máy các bạn khoảng mấy chục GB đây, ví dụ máy mình còn đang dư 20,9GB này. Được chưa?
máy mình không gian đang còn có thể cấp cho nó 20,9 GB, nó ghi luôn này, được chưa? 2 GB nhá, cho giống máy các bạn luôn đi, được chưa? Thì nói chung thì người giàu có nhiều sự lựa chọn hơn đúng không? Người nghèo thì phải bóp mồm bóp miệng mà sống chứ gì nữa, hiểu ý thôi không? Hả? Rồi tiếp. Processor thì cái phần này các bạn nên để như thông số mặc định của nó nhé. Cái này là nó đã recommend sẵn cho mình rồi, đừng sửa. Sửa chưa chắc là tốt đâu. Các bạn nhấn sang cái phần SATA cho mình này. Cái phần SATA này quan trọng nhé. Tích vào cái ô là UESO image file. Thế các bạn có biết cái bước này mình làm gì không? Đọc cái chữ đấy thì biết ở đây mình làm gì không? Hả? Chỉ đường dẫn đến cái file ISO mà mình tải 4,6 GB ấy. Tỉ chỉ được dẫn đến nó, được chưa? Từ từ tôi phải đi tìm trên máy thôi, nó ở chỗ nào lại nhé. System đây rồi. Thấy chưa? Ok chưa? À. Xong nhá, tiếp này. Là nhìn lên đây không có tí này làm lỗi hết. Nghe kỹ nhá. Ở cái phần cạc mạng này nó quan trọng này. Các bạn phải biết cái các cái chỉnh sửa về cạc mạng này nó có liên quan gì đến việc sau này mình setup. Thứ nhất, có hai hình thức, trong này có hai hình thức cho phép các bạn ra được ngoài mạng internet. Hình thức 1 nó gọi là NAT, chính là cái mình đang tích đây này. Hình thức này thì cái máy ảo sẽ lấy cạc mạng của máy thật làm một cái NAT server. À, lúc đấy thì nó có một đặc điểm này cho dễ nhận dạng nhá. Máy ảo nhiễm virus, máy thật không nhiễm virus với trường hợp NAT. Tức là các bạn muốn làm gì, ví dụ các bạn muốn cài một phần mềm crack này, các bạn muốn vào mấy cái trang web không hay ho lắm này, thì cái máy ảo có thể nhiễm virus nhưng không ảnh hưởng đến máy thật. Đây là một cái lựa chọn rất là tối ưu trong trường hợp các bạn muốn demo. Hiểu vấn đề không? Lựa chọn thứ hai đó là brick. Cái lựa chọn brick này của các bạn này là nghe kỹ nhá. Cái lựa chọn brick này của các bạn ấy thì cái máy ảo sẽ tồn tại giống như một máy thật song song với máy thật của các bạn trong hệ thống mạng local. Có nghĩa là nếu máy ảo nhiễm virus, virus đấy hoàn toàn có thể là truyền sang máy thật. Hai lựa chọn này đều cho phép các bạn ra được internet nhé. Hiểu vấn đề không? Chọn NAT cũng ra được internet mà chọn brick cũng ra được internet, nhưng nếu mà là NAT ấy thì máy ảo có thể là các bạn demo virus video thoải mái. Máy thật không sao. Nhưng nếu lựa chọn là brick ấy, thì máy thật các bạn có thể là cũng dính. Có thể nhé, nhưng mình không bảo là trường hợp nào cũng dính. Nó giống như hai cái máy đặt ở trong cùng mạng local này này. Đây là máy thật, đây là cái máy ảo em vừa dựng lên, thì nó giống như cái máy bên cạnh. Hiểu vấn đề không? Cái lựa chọn là brick hay NAT là cái quan trọng gì nhá. Được chưa? Thế quan trọng thế nào sau này sẽ biết. Nhưng mà cứ nhớ cái ghi chú này. Ok, thì trong bài này thì mình chọn là NAT nhá. Rồi tiếp, sao cạc từ các thứ thì cứ để bình thường thôi. Nhưng cái phần cái gì display này các bạn tắt cái đồ họa 3D đi cho mình. Tắt cái này đi. Vì cái này nó sẽ khiến cho cái gánh nặng trên máy thật các bạn nó tăng. Tức là máy ảo cũng chạy đồ họa nặng mà máy thật cũng chạy đồ họa nặng. Thì nó sẽ tăng cái gì ạ? Tăng cái gánh nặng cho cái cạc đồ họa của máy các bạn. Máy các bạn mà đồ họa yếu nó sẽ không tải được. Hiểu vấn đề không? Thế nên là tắt nó đi. Xong nhá, đến bước này thì hoàn tất. Ok, close lại này. Đấy, giải thích chi tiết cho các đồng chí nhá. Bây giờ đến bước cài thôi. Như thế thì là mình close này, sau đó thì nhấn vào finish. Như thế này tức là tôi đã gì? Tôi đã dựng lên một cái máy giống như ngoài thực tế các bạn đi mua một đống linh kiện này, các bạn lắp thành một cái máy nhưng nó chưa có hệ điều hành. Bây giờ bước là gì? Mình phải cài hệ điều hành cho nó. Hiểu chưa? Có hiểu không đây? Gì gần gù. Ok nhá, thì nhấn vào nút power này. Đây chính là cái nút power trên máy thật, thì trên máy ảo nó là cái chỗ này, nhấn vào. Thì các bạn sẽ đợi một lát nhé. Đợi một lát. Đấy, nếu mà nó có tìm thấy cái bản cài hệ điều hành thì nó sẽ ra cái hình Windows này.
Đây là hình của hệ điều hành Windows, còn nếu các bạn cài Linux Ubuntu ấy, Ubuntu nó sẽ là một cái hình tròn có ba cái cục ấy, như nó giống như cái gì Sharingan ấy. Hiểu không? Tôi đến bước này tôi hướng dẫn cài luôn nhá. Các bạn tí xem lại video một lượt là các bạn sẽ biết thôi. Nhá, không khỏi đợi nữa. Trong thời gian đợi các bạn đang tải. Các bạn sẽ chọn nghe này. Tất cả ngôn ngữ bàn phím các bạn để hết cho tôi là US United States. Nghe được kỹ nhá. Tất cả ngôn ngữ và bàn phím gì ạ, các thứ để hết cho tôi là United States. Có một cái loại gần giống là United Kingdom ấy, ném nó ra nhé. Được chưa? Dùng tất US thôi, không dùng UK. Đấy. Ở đây thì nó có cho các bạn hai lựa chọn là repair. Là cái gì? Sửa lại, nhưng mình có phải sửa đâu, mình cài mới đúng không? Install now. Đợi nhá. Cái này thì máy nào nhanh thì các bạn mà cho nó nhiều RAM ấy thì nó sẽ nhanh, cho nó ít RAM nó sẽ chậm. Đến bước này nó hỏi mình key. Có key không? Không có key đúng không? Mình là người thành thật, I don't have a product key. Có nhìn thấy cái chữ này không? Đây là cái chữ xanh xanh bé bé này. Nhấn vào. Nó hỏi là mày có key không? Trả lời tao không có key. Được chưa? Rồi nhấn vào cái bản cài này, các bạn chọn cài cho tôi là Windows 10 Pro nhé. Pro nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn cái bản Home. Được chưa? Và mình khuyên là các bạn nên dùng cái bản Pro này. Next này. Rồi, nó bây giờ thì đến cái phần license, ý là gì? Khi mày đồng ý với các điều khoản của tao thì mày lọ vào chai. Kéo xuống dưới cùng accept và next. Khi mà accept và next nó cho các bạn hai lựa chọn. Lựa chọn 1 là update. Lựa chọn 2 là install Windows only. Thì đọc cái đấy thì các bạn lựa chọn thế nào? Hả? Các bạn chọn update đây là install. Install nhá, thì nhấn vào cái lựa chọn thứ hai bên dưới này. Phần này nó cho phép ngay ở đây ấy, các bạn có thể là phân chia phân vùng ổ cứng. Nhưng mà với cái máy này thì không cần thiết lắm, vì là bên trong cái máy thật khi các bạn vào nha, các bạn vẫn có thể phân chia ổ cứng sau cũng được, không nhất thiết phải làm việc đấy ở bước này. Hiểu không? Nên là bước này thì mình sẽ bỏ qua. Đấy. Rồi, đến đây thì đợi thôi. Đến bước này trước chúng ta đợi khoảng tầm đâu đấy khoảng chục phút là nó sẽ xong. Có khi không đến. Máy bây giờ nó nhanh không như ngày xưa đâu. Ngày xưa tôi cài cho một ông anh cùng phòng ấy, đến từ tối hôm trước đến sáng hôm sau thì máy nó lỗi. Lúc đấy là một trong những trải nghiệm mình nhận ra giá trị của đồng tiền mà. Đến bước này thì đợi thôi nha. Có hỏi han gì không? Hả? À, đi check xem. Thank you.
Xong thì cài xong rồi ấy, thì mình sẽ cho các bạn một cái optional nhỏ nhé. À thế cả lớp còn ông nào làm không sớm thì bắt đầu làm luôn. Thứ nhất đó là gì nhỉ? Cài cho mình một số cái như sau này, cài WinRAR này. WinRAR này. Tiếp theo là cài Iniki này. Tiếp theo là cài Chrome này. Là cài phần mềm nhá. Thì tiếp theo thì tạo user, tạo một user mới, đặt mật khẩu là gì đến từ đi vào đây, ok chưa? Hả? Hiểu vấn đề không? Tiếp phân vùng ổ cứng. Đây chắc là mấy cái có một số nội dung thì nó nằm ngoài cái chương trình của môn này, nhưng mà thôi chắc tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Được chưa? Tạm nghĩ ra mấy cái thế đã. Hôm nào mà cái xong rồi thì làm mấy cái mục ở mình ghi đi bạn. Cài máy ảo. Máy ảo trên gì đấy? Cài tất cả những cái này trên máy ảo. Ở trong cái máy ảo đấy của em ấy, chứ không phải trên máy thật đâu. Máy thật thì em thích tự thích cài hay không thì tùy, nhưng máy ảo thì nhớ có lỗi thì em chả vấn đề gì cả, xóa đi là xong. Còn máy thật thì em thích làm hay không đấy là lựa chọn của cá nhân em thôi. Đến nơi giờ của ngoài đông dân, đang chìm trong những sương. Người thương thương giờ bước qua cầu. Thank you.
Đây gần xong rồi, đợi một tí xem. Nào là đến phần tiếp theo nhá. À, cái gì? Quiz Legend này. Đủ UN hết cho tôi. Được chưa? Cứ cái gì chọn UN hết. Keyboard này, right keyboard US nhá. Second keyboard thì skip, mình không cần cái second keyboard đâu. Chúng tôi đang có một số cái important setup, đừng có tắt máy, ý của nó thế. Đây là đang setup về network, nó sẽ đi qua từng cái giai đoạn một trong cái quá trình cài đặt này của các bạn nhé. Cái quy trình này trên tất cả cài của tất cả các hệ điều hành đều có những cái quy trình tương tự, kể cả hệ điều hành Windows 10 hay là Linux, Ubuntu, Kali, hay là Red Hat, Centos gì đấy, tất cả đều tương tự như vậy. Nó đều có những bước là chọn ngôn ngữ, cài đặt ổ cứng, chọn tài nguyên cho máy ảo. Được chưa? Tất cả các bạn sau này đi cài bất kỳ hệ điều hành gì nó đều có các cái gì ạ? Bước như vậy. Chẳng qua là Windows 10 bây giờ thì nó tự động cho bạn rất là nhiều nên các bạn không cần setting nhiều lắm. Ngày xưa ấy, Windows 7 phải setting rất là nhiều. Thank you for patency. Trong quá trình cài đặt hệ điều hành bất kỳ nha, mình có một cái recommend là các bạn giữ cái nguồn của máy tính nó ổn định. Được chưa? Just moment. Rồi, nào. Đến bước này của các bạn nha, thì mình sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là setup for personal use, tức là với một cá nhân sử dụng. Thứ hai, lựa chọn thứ hai là setup for organize. Organize hiểu đơn giản là một cái tổ chức doanh nghiệp cụ thể nào đấy. Nếu các bạn setup cho tổ chức doanh nghiệp, nếu các bạn làm IT cho tổ chức doanh nghiệp thì các bạn có thể lựa chọn thứ hai. Được chưa? Thì nó sẽ có nhiều cái optional về mặt quản lý hơn cho các bạn. Còn gì ạ? Trong cái trường hợp này thì mình sẽ chỉ sử dụng là personal use thôi. Thì các bạn tích vào đây cho mình và nhấn vào next. Bây giờ đến bước là account. Account là cái gì đã? Tài khoản thì ở đây các bạn sẽ cần một cái tài khoản mà đã từng đăng ký với Microsoft. Gmail cũng được nhé, nhưng Gmail đấy phải từng đăng ký với Microsoft rồi. Hoặc là các bạn dùng thẳng tài khoản của Microsoft, có thể ví dụ như là Hotmail chẳng hạn, cũng được. Cái tài khoản bây giờ học sinh của các bạn tôi không chắc nó có dùng được ở đây không. Nhưng mà thôi được rồi, kể cả trong trường hợp các bạn không dùng được tài khoản online thì mình có thể dùng ở đây là tài khoản offline. Nhưng mà tôi hỏi các bạn một câu nhé, các bạn phân biệt được lợi ích của việc dùng tài khoản online và offline khác nhau thế nào? Nó có lợi ích gì hay là nó như nhau? Hả? Theo các bạn thì mình nên dùng tài khoản online, tức là tài khoản với Microsoft, hay là nên dùng tài khoản offline? Hả? Tài khoản online thì nó sẽ cho các bạn cái phần liên quan đến đồng bộ hóa dữ liệu. Thì khi các bạn đi, ví dụ máy các bạn bị hỏng
mày các bạn đi di chuyển chỗ này chỗ kia, các bạn gì ạ, mất máy tính nhỉ, thì các bạn lần sau vẫn có thể mua một máy mới và các bạn đăng nhập vào tài khoản, vẫn tài khoản đấy đúng không, thì các bạn lại gì ạ, lại được đồng bộ hóa về mặt dữ liệu, hiểu vấn đề không? Còn tài khoản offline thì nó chỉ có ý nghĩa local trên máy tính đấy thôi. Còn tài khoản online thì các bạn có thể là gì ạ, giữ lại các cái tài liệu mà tài liệu hoặc là data mà các bạn mong muốn là đồng bộ hóa. Ví dụ như là giả sử như những cái kiểu như thế này nhỉ, driver on drive chẳng hạn, được chưa? Đấy thì như thế thì khi mà các bạn dùng cái tài khoản online thì nó sẽ đồng bộ cho các bạn luôn. Ok. Còn trong trường hợp mà các bạn không có mạng internet không sao cả thì mình sẽ lựa chọn là offline account, nhấn vào bên dưới này. Đấy nhá, các bạn mà có tài khoản Microsoft rồi thì các bạn đăng vào thẳng cái dòng lúc đấy online. Còn đây là tôi hướng dẫn về phần là tạo offline. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ nhấn vào cái phần offline account rồi nhấn vào limited experience, nhấn này. Đến bước này thì chọn name này, ví dụ tên tôi là Phương Đào Viết này. Được chưa? Next, đặt câu mật khẩu ở trong cái trường hợp này tôi đang hướng dẫn các bạn nên là đặt mật khẩu nó đơn giản thôi. 123. Được chưa? Đặt khó quá không tí lại quên thì bằng nhau. Next. Confirm password 123. Next. Câu hỏi này. Con chó mà bạn nuôi tên là gì? Tên là 1. Cái thành phố bạn sinh ra tên là 2. Cái gì? Chiêu hút tên hồi bé ở nhà của bạn tên là 3. Đấy. Đến bây accept này. Không ai đón dâu những thương chìm trong sâu, người tương thương ra bước rồi. Đến bước này là các bạn sẽ đợi một lát sẽ vào được hệ điều hành, khoảng đâu đấy tầm 3 phút và 1 phút thôi. Thì sau khi vào hệ điều hành thì cài cho mình này WinRAR này hoặc là 7zip tùy, thôi cài WinRAR đi. Unikey này, cái gì cơ, Chrome này. Tạo một cái tài khoản mới này, create new account này. Cái cuối là cái gì đấy? Xuân Vũ ổ cứng, ok. Được chưa? Đấy, bạn nào vào được rồi thì cài mấy cái mục kia cho tôi. Xong chưa? Rồi, ok. Thực ra trong máy tính của các bạn có rất nhiều bản thân cái Windows 10 ấy. Trước đây thì các bạn đều tiếp cận sử dụng Windows 10 với mức độ là user. Nhưng mà thực ra sâu sắc về nó thì nó có rất nhiều thứ để mình tìm hiểu. Ví dụ như cái phần các bạn đi để xem một câu hỏi để đặt ra nhé. Ví dụ các bạn muốn biết là tất cả những phần mềm đang được cài đặt trên máy của mình, kể cả phần mềm do các bạn tự đặt hoặc là do các bạn bị nhiễm mã độc hay vân vân ấy, người ta cài hộ vào máy các bạn nhỉ? Thì làm sao để các bạn biết được là tất cả những phần mềm đấy tên là gì, cài trong máy, thậm chí biết là cả ngày tháng năm nào nó đã được cài và các bạn có thể xóa nó đi được, biết vào đâu để xem toàn bộ thông tin đấy không? Trong cái đâu của các bạn ấy có từng nghe đến cái chỗ phần là Unistore chưa? Chưa bao giờ gỡ cài đặt một phần mềm nào? Trong phần Unistore của phần control panel ấy, đây tôi show cho bạn xem nha. À từ từ, cái máy ảo này của các bạn thì các bạn nên cài đặt một cái VMware Tool nhá. Để bắt đầu ấy thì cái giao diện này trông nó rất là bé. Thì thứ nhất là nó bé như thế thì nó khó nhìn. Thì các bạn sẽ vào cái phần là VM này, có cái chữ VM này trên cài. Các bạn cài cho mình là cái Install VMware Tool, nhấn vào đây. Thì khi mà nhấn vào đấy nó sẽ giống như là các bạn đang cắm một cái USB có cái VMware Tool đấy vào cái máy ảo. Bây giờ mình vào nhá để xem nhá, xem có phải thế không nhá. Trong máy ảo này nó cũng rất là giống cái máy thật, các bạn có thấy cái này không? Khi các bạn nhấn vào VM này xong các bạn nhấn vào gì ạ? Cái VMware Tool Installation ấy thì nó sẽ xuất hiện một cái ổ như này. Các bạn double click vào.
Đấy nhá, xong rồi cài nó thôi. Cài như một cài một phần mềm bình thường thôi. Next, next, good, good, tuyệt vời. Finish, kiểu vậy. Tôi hỏi một câu, các bạn có thấy cái màn hình trông nó không? Ngay từ bước đầu tiên các bạn có cảm thấy màn hình nó không đã? Hả? Màn hình nó sẽ kín luôn cái giao diện của VMware đúng không? Lúc nãy là nó bị khuyết khuyết đi, có thấy đều đấy không? Ok. Restart này. Nhá, VMware Tool thì cài xong các bạn thường sẽ có lợi ích thì nó tương đối là nhiều. Nhưng mà có hai cái lợi ích chính. Cái thứ nhất là cái về giao diện, các bạn nhìn nó kín cái mà giao diện của VMware. Đấy là lợi ích đầu tiên. Cái lợi ích thứ hai đấy là các bạn có thể giao tiếp dữ liệu giữa máy thật và máy ảo rất đơn giản. Ví dụ như mình tạo một cái file ở trong cái máy thật, các bạn có thể dùng cái kéo thả để các bạn thả vào trong máy ảo cũng được. Dạ, yeah, cực kỳ tiện. Mình để cái mật khẩu là cái gì nhỉ? 123. Được chưa? Bây giờ là gì? Cài mấy cái kia có cần tôi hướng dẫn không? Cài, các bạn đi cài phần mềm trong đời bao giờ chưa nào? Hả? Tốt. Nhưng còn nhiều bạn khác. Mình nói thẳng là sẽ có một số bạn thì biết tổng mấy cái kia rồi. Nhưng có một số bạn thì chưa biết. À đây mình nói luôn nhá. Thì cái thì mình sẽ chỉ các bạn thêm một số cái mà liên quan đến hệ điều hành, kể máy thật hay máy ảo để làm được. Ví dụ đây là máy ảo các bạn cũng làm được, máy thật cũng làm được. Các bạn vào control panel này. Đấy. Các bạn vì sao mình khuyên các bạn là đừng bao giờ cài cái bàn phím tiếng Việt với cả ngôn ngữ tiếng Việt. Bởi vì thế này nhé, ví dụ cái từ control panel này dịch ra nó sẽ là bảng điều khiển đúng không? Nhưng mà khi giả sử là máy, trong quá trình sử dụng máy các bạn bị lỗi, thì lúc đấy các bạn phải đi kiếm tài liệu trên mạng để các bạn tìm cách sửa fix lỗi trên máy. Và tôi sẽ nói thật là tài liệu nó toàn bằng tiếng Anh thôi. Ví dụ nó bảo các bạn chỉ đường dẫn vào đâu, nó sẽ chỉ là vào control panel chứ nó không vào là bảng điều khiển. Lúc đấy là các bạn theo cái hướng dẫn này các bạn rất khó làm. Hiểu ý không? Nên là mình khuyên là các bạn luôn luôn để cho mình là US nhé. Dạ, kể cả keyboard hay là ngôn ngữ vân vân. Còn sau các bạn muốn dùng, muốn gõ tiếng Việt trên máy ấy, thì các bạn cài Unikey là được mà. Đúng không? Nha, đừng có tự làm khó mình. Đấy thì đây là cái phần của các bạn này. Ví dụ vào phần user account thì các bạn có thể là gì ạ? Thay đổi cái nội dung liên quan đến account ở đây. Phần liên quan đến những cái đã cài đặt trong máy các bạn có thể vào đây. Install program. Yeah. Easy of access, những cái truy cập nhanh liên quan đến network, internet, security, system, hardware and sound. Ví dụ các bạn cài thêm máy in thì các bạn có thể nhấn vào đây để thêm máy in này. Được chưa? Clock and region thì có thể thay đổi về cái thời gian, khung thời gian ở chỗ khu vực này. Được chưa? Ví dụ như là chuột các bạn mà có vấn đề về cái con trỏ chuột ấy, trông nó không được đẹp đẽ lắm, không như ý các bạn có thể vào phần erase access này để mà gì ạ? Sửa. Thì ví dụ vào install program thì ở đây thì trong máy các bạn mới, trong máy của máy ảo của mình ấy thì nó mới có là pen này, sweeping tool này, đây mấy cái cơ bản đầu tiên, chả có cái gì. Thì sau này nếu các bạn đi cài các phần mềm thêm ấy, cài bất kỳ một cái gì thì nó đều hiển thị trong đây. Nó hiển thị luôn cả ngày tháng của các bạn luôn. Hiểu ý? Hiểu vấn đề không? Thì các bạn muốn xóa một cái gì đấy đi thì các bạn chỉ cần double click và gì ạ? Install nó đi là được. Ok chưa? Được chưa? Tiếp nha, ví dụ như là dùng CMD ở trong máy ảo thì vẫn dùng được. Windows R, CMD. Đây ví dụ này. Được chưa? User này tên là admin. Các bạn muốn chỉnh sửa màu sắc trông như hacker lỏ thì đây. Được chưa? Nó màu thì nó có rất nhiều, các bạn cứ gõ mã một số cái mã màu thì nó sẽ ra màu thôi. Màu thì mình khá là thích cái màu này nên mình hay dùng màu này. Còn các bạn thích màu gì thì các bạn. Ví dụ các bạn muốn xem thông số liên quan đến cái cấu hình cái địa chỉ IP trên máy các bạn thì lệnh đây, IP config sort on enter. Được chưa? Đây nhá, cái máy này đang lấy cái default gateway là .2.
cái IP mà chính nó đang lấy đâu rồi, IPv4 rồi. Đây 192.168.74.131, đây là cái gì ạ, máy ảo mà mình đang sử dụng. Thế còn máy thật thì sao? Đây trên máy thật nhá, cũng Windows rồi, CMD IP config xuống ổn. Thì đây là trên máy thật của mình. Trên máy thật mình thì đang dùng địa chỉ này. Đây 131.108. Được chưa? Đấy là trên máy máy ảo. Máy ảo thì mình đang dùng là 74. Bởi vì là mình đang dùng cơ chế là NAT. Lúc đấy các bạn có nhớ mình tích vào NAT không? Còn trong trường hợp các bạn tích vào cơ chế là brick ấy, thì trong trường hợp đấy máy ảo và máy thật sẽ cùng cái giải địa chỉ, tức là cái phần này nó sẽ giống nhau này. Thì lúc đấy cái máy ảo của mình nó sẽ là 131, cũng là một giải 131. Được chưa? Còn ở đây là mình dùng NAT nên nó sẽ khác nhau về địa chỉ IP. Ngon lành chưa? Hả? Ok. Phân vùng ổ cứng nhỉ anh? À đâu rồi. Phân vùng ổ cứng nhá, thì các bạn ổ cứng thì tiếng Anh nó là cái từ đích ấy. Thì các bạn gõ từ đích cho mình thì nó sẽ xuất hiện một cái gọi là Create and Format Hard Disk Partition. Đây tôi gõ lại cho mình nhìn nhá. Gõ chữ đích ấy, D-I-S-K, thì nó sẽ ra cái phần này, Create and Format Hard Disk Partition. Thấy chưa? Hả? À, kìa kìa. Thì các bạn nhấn vào đấy, nó sẽ sổ ra một cái trông như này. Thì đây chính là cái phần để các bạn đi setting về cái phân vùng ổ cứng. Ví dụ nhá, bây giờ các bạn nhìn trên cái máy ảo của mình đang có mấy phân vùng. Cái này thì không chấp nha, cái này nó là cái thằng tool tiếc lúc đấy thôi. Còn cái này của các bạn bây giờ bản chất nó chỉ đang có gì ạ? Một phân vùng OC đúng không? Đây đang chỉ có OC đây đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ vào cái phần là partition này tôi chỉnh sửa nhá. Các bạn sẽ chuột phải này, nhấn vào string volume này. Các bạn chọn ở đây tối đa là chỉ còn khoảng độ mấy? 7GB à? Thế mình cho khoảng 2GB thôi nhá, 3GB đi. 3000. Đấy, string. Rồi phần nó sẽ xuất hiện một phần có tên là unallocated, phần chưa được định nghĩa, thì mình sẽ nhấn vào new simple volume này. Next này. Next này, tên ổ là chọn ổ gì? E nhá. Rồi ok là TFS cái gì sẽ xong, finish. Thì lúc này trên máy các bạn sẽ tồn tại một ổ là new volume. Thấy chưa? Nhìn thấy không? Đấy chính là các bạn đang chia phân vùng ổ cứng. Kể cả cái tôi ghi trên bảng này. Chuẩn chưa? Đấy nhá, thực ra thì cái Windows của các bạn thì rất nhiều chức năng. Chẳng qua là trước đây thì các bạn chưa khai phá các cái chức năng của nó thôi. Thực ra là nhiều thứ đấy. Ok chưa? Còn đi cài đặt phần mềm thì thôi nhá. Từ nhá. Các bạn muốn pause lại này. Là khi máy ảo đang chạy thì nó sẽ chiếm tài nguyên của máy thật. Còn trong trường hợp các bạn muốn giải phóng cái tài nguyên đấy thì nhấn đây cái. Thế lúc này tài nguyên đấy thì cái máy ảo này nó sẽ gì ạ? Tạm ngưng lại cái thời điểm đấy cho các bạn. Thế nó lại gì ạ? Tài nguyên máy thật nó lại được trả về bình thường. Đây máy thật đây. Ngon lành chưa? Hả? Rồi nhá, có câu hỏi gì không? Rồi chờ tí mình giải thích cho. Thế thì mình sẽ kết thúc cái video nhá. Thì các bạn có thể là xem lại sau. Không đăng livestream thì không xem lại được cái quá khứ trước đấy đâu. Đây toàn học sinh trước của mình này. Đức Toàn này. Khóa K13. Còn đồng chí này là đang đi làm rồi. Thôi rồi mình sẽ end cái video ở đây nhá, thì để nó lưu lại video cho các bạn xem, còn xem. Kết thúc.